đệ tam đức tôn thần, thái tử đệ tam vi phương diện mạo dung nhan khác thường. Hàng tấu đó dù kiểm soát cõi phàm trần gian mai thuyền làn nổi dòng xích bích
tích nhẹ vương quan thơ phú
chở ra về đóng ngã ba tranh, vui sướng ca đàn hát tập thành thì ngâm phú lục đàn tranh quan chơi bời. Đóng đai cân im vào tâu, bắt năm ba đồng tử theo hầu vào tâu vương phụ ra chầu đức mẫu vương. Có phen ngài phi phương biên hoa vô Nghệ An thượng hạ đại giang, chiếc thuyền rồng treo quê buồm loan khi chơi bạch hạc khi sang sông Tam Cường. Dạo thần thơ tàn viên tam đào truyền chữ quân nhị đạo tiên phong, chiến kêu cờ phất trống rong bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh. Trống cầm canh chiêng vang ánh ỏi, lốt xanh vàng chìm nổi dư man, triều đình văn võ ba quan sai lên đón rước vương quan ngài về châu. Nhân thứ sai ông lên cứu trợ người trần gian, một tay hoàng tử vương quan cứu sinh cũng lắm ngài độ an cũng nhiều. Quan đệ tam ngài thông minh chính trực, trong triều đình ngài nào có nhường ngài, lược thao văn võ toàn tài, đinh thần vốn phú nào ai dám bì. Lạnh giang thắng tích thượng đặng thần thực đích chung quân.